Kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đang bắt đầu với một nhịp sống hối hả không ngừng. Phóng viên của chúng tôi đã có mặt ở khắp mọi nơi để phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Vâng thưa bạn, sau thời gian 2 tuần cách ly. Được đi lại trong mưa lũ là hết sức khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Ban đêm, người dân lại lập lán ở giữa cánh đồng. Khi đêm xuống cũng là lúc chúng ta quan tâm tới thư giãn và giải trí. Rất nhiều thông tin cập nhật thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi quý vị ở phía trước. Cùng với cuộc sống 24 giờ phát sóng lúc 6 giờ 5 phút hàng ngày trên kênh VTC14.